Xin chào quý anh chị và các bạn đã theo dõi kênh Thân Kiến Tóc .vn. Thì bộ kéo bao gồm cho mình kéo tỉa, kéo cắt là phụ kiện không thể thiếu của các barber trong việc nâng tầm vẻ đẹp mái tóc. Chọn được kéo tốt, phù hợp thì chắc chắn công việc của bạn sẽ diễn ra thuận lợi. Vậy bạn đã biết cách chọn cho mình bộ sản phẩm ưng ý chưa? Nếu chưa, hãy cùng Thân Kiến Tóc tham khảo ngay bộ kéo cắt tỉa chuyên nghiệp chính hãng tốt nhất hiện nay. Nó có tên là Katana K1, cùng tham khảo nha. Với mức giá tầm trung nhưng kéo vượt xa hơn mong đợi của nhiều người tiêu dùng khi sở hữu cho mình nhiều tính năng vượt trội như khả năng cắt sắc bén nhờ vào thiết kế từ chất liệu thép cao cấp, không rỉ, chuyên dùng trong sản xuất các dụng cụ cắt. Tổng chiều dài kéo là 18cm, kích thước kéo 6 inch, độ dài lưỡi cắt, lưỡi tỉa tầm 6,4cm, kích cỡ lỗ sọ ngón là 1,9cm, đây là kích cỡ lý tưởng để cắt thợ barber có thể linh hoạt trong cắt tóc nhất. Bên cạnh đó, giữa hai quai cầm còn được cách nhau bởi miếng cao su, làm giảm tiếng ồn cũng như tăng độ đàn hồi khi cắt. Tính năng này thì giúp cho các bà nội trợ có thể mua về cắt tóc cho gia đình được luôn nha. Tay kéo được thiết kế đơn giản, tinh tế, chui kéo được đúc gắn liền với tay kéo. Đây là điều mà các thợ làm tóc rất là ưa chuộng bởi vì nhìn cây kéo trông rất chắc chắn, không có cảm giác chui kéo bị rớt ra. Lưỡi kéo được gia công tỉ mỉ, chế tác tinh xảo, đạt đến độ sắc bén cao. Nhờ đó mà khi sử dụng, thợ cắt tóc có thể di chuyển những đường kéo rất là ngọt, dễ dàng, không bị nghiến hay vấp kẹt tóc. Để kéo sử dụng bền và bén hơn thì mọi người cần lưu ý một số điểm sau đây nha. Không nên để kéo mở khi cắt và không để trên nóc của bất cứ vật gì, không cắt bất cứ cái gì ngoài tóc để tránh làm hỏng lưỡi kéo. Ốc chuột giữa giữ cho thăng bằng giữa phân chui và lưỡi kéo, nếu bạn để ốc lỏng hơn mức cần thiết sẽ làm lưỡi kéo nhanh bị hỏng hơn. Vệ sinh và chai dầu đúng cách thường xuyên sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của kéo. Sau khi dùng xong, sử dụng da mềm hoặc giấy mềm lau sạch phần dưới, cẩn thận không bạn sẽ bị đứt tay đó nha. Ta nên cho một lượng dầu cần thiết vào ốc thân kéo, giữ kéo của bạn tránh bị rỉ ở mặt trong của lưỡi. Không thả kéo vào cồn hoặc cho quá nhiều cồn vào lưỡi kéo, nên chai dầu định kỳ một lần trên một tuần. Khi chiếc kéo của bạn mới mua, chúng đang ở trong tình trạng tốt nhất và ta không cần bất cứ một sự điều chỉnh nào khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy cây kéo của bạn cần phải căn chỉnh thì thực hiện như sau. Nếu bạn cảm thấy kéo của bạn quá lỏng thì hãy siết ốc thân kéo theo hướng kim đồng hồ. Nếu bạn cảm thấy kéo của bạn quá chặt thì hãy nới ốc thân kéo theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Thông thường việc mài kéo sẽ được thực hiện một lần trên một năm. Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào cường độ bạn sử dụng kéo. Nếu tóc bị trượt ra mũi kéo hoặc khi bạn cảm thấy kéo có điều gì bất thường khi sử dụng thì đó là lúc bạn cần mang kéo đi mài lại, bạn nhớ nha. Hiện tại thì bộ sản phẩm đang được bán với giá ưu đãi trong tuần là 1.490.000 đồng, hết khuyến mãi sẽ quay trở về giá gốc là 1.700.000 đồng. Để tiết kiệm cho mình một khoản 210 cũng như mang về bộ quà tặng gồm lược, dao cạo, bắp đựng kéo, đồng thời tăng thời gian bảo hành từ 6 tháng lên 1 năm và được tặng kèm một suất mài kéo miễn phí thì nên mua ngay trong tuần ha. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Thân Kiến Tóc trong suốt video. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau nha.